chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn loại bơ làm bánh, đó là bơ chích. Chứ bơ chích rất lớn, cái nhãn vàng nha các bạn, không phải nhãn hồng. Cái loại nhãn hồng hiện nay mình ít có bán. Bây giờ cái dầu này là dầu bơ thay thế, mình để rang cà phê làm bánh nhiều loại. Các bạn có thể đặt hàng qua dưới clip này, mình có để số điện thoại và cái đường link đặt hàng. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại nha. Thùng này 18 kg, giao hàng nhanh chóng tại Hồ Chí Minh. Các bạn có thể đặt hàng qua các tỉnh cũng được. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại.